Chào bác nha, hôm nay tôi giới thiệu bác cái bàn bẻ đai sắt xây dựng. Cái bác tùy chỉnh bẻ đai, đai nào cũng bẻ được hết. Đây có thể là cứ chạy dọc theo thanh này, bẻ được từ đai 60 đổ về, đai vuông, đai chữ nhật, đai tam giác hay bẻ mỏ chữ C đều được hết. Đây có cái cứ để chỉnh này, bác ta thụt này vào để bẻ mỏ chữ C bác nhá. Đây cực kỳ ok luôn. Đây tay công đầy đủ hết, 3 ổ bi. Này bác bẻ 2 3 đai cùng lúc rất là thoải mái, rất là nhanh và hiệu quả. Bên em cho bác thử hàng thoải mái, thanh toán tại nhà cho thực tế. Cái đầu mẻ bỏ cái đầu mỏ bẻ này nó làm bằng nhíp ô tô bác nhá, đảm bảo chất lượng bác làm lâu dài không sợ bị hỏng đấy. Về bác kiểm tra thử hàng thoải mái, các bác đặt hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn và đặt hàng. Xin chào và hẹn lại các bác nhé.